Chào các bạn, cái video hôm nay mình sẽ giới thiệu ghép mặt bằng một bộ phổ ghép rất là chuẩn luôn. Pioneer CS63DX, một cặp loa 4 tấc, một cái cặp loa mà đối thủ của những dòng loa 88A, 77A, nhưng mà mức giá nó rẻ hơn, chỉ 18 triệu. Và so với 99A thì nó chỉ khoảng chất âm chỉ 80 thôi, không có quá chênh lệch, nhưng mà mức giá nó thì chỉ bằng nửa thôi. Mức giá 18 triệu thì chưa bằng nửa luôn. Cặp này có thiết kế lớp thùng gỗ làng, vỏ gỗ, lớp gỗ lưới mắc cáo rất là đẹp, rất là sang trọng. Kích thước thùng nó to hơn 77A, 88A hoặc là 99A rất là nhiều. Chiều ngang thùng lên đến 48, chiều cạo lên đến 67 và chiều sâu là hơn 40. Chúng ta nhìn rất hết là cái thùng, nó một loa 4 tấc rất là lớn, hai loa mic, một loa siêu trép còi và hai loa trép còi, tổng cộng nó là 6 loa. Đây là lưới mắc cáo một bên mình đã tháo ra này. Này. Cái lưới mắc cáo này thì nó giống CS99A. Nó có một cái lớp vải màu xanh rêu phía sau lưng, phía sau những cái đường cà rô này rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là âm lên Sansui Sit. Thì con này thì hôm bữa mình đã giới thiệu riêng rồi. Con này thì nó chạy sò sát, thiết kế vỏ gỗ rất là sang trọng. Chúng ta nhìn thấy nó đèn radio, nó khi chúng ta để chế độ nhạc nó vẫn xanh rất là đẹp. Dòng này hai dòng điện nhắc bằng, có thể chạy điện 110 hoặc là 220. Nếu bạn nào mà chơi cái con này thì rất là thuận tiện. Nếu chúng ta nhà ta không có muốn xài quạt ổn áp thì chúng ta có thể bật qua cái chế độ 220 để xài, rất là chất âm nó rất là hay mà lại tiện lợi nữa. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức chất âm của bộ đôi này nhé. Sinh ra nhằm chinh chiến, mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nên đang chiều đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam go đã cháy tâm hồn lính mới. Luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nhịp sống vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui. Hôm chia tay hai đứa cùng vui ngồi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời. Dặn nhau gắn vui, dù cho vành môi sẽ khô mây cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên thủy. Người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã liền loạn ngã xuống khắp đơn vị tiếng thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tìm cuối, chắc cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụt sôi. Nhìn trong làn giấy nét quen xưa nghiêng đổ gãy, nó đi nhưng còn đây. Muôn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người trai nợ sương máu không trở về. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai.
trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắn vui dù cho vành môi sẽ khô mây cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi lán cháy biên thủy, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã liệt loại ngã xuống khắp đơn vị tiếc thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tìm cuối, chắc cánh đầu môi chiều khu chiến mưa sụt sôi, nhìn trong lòng giấy nét quen xưa miếng đồ gãy nó đi nhưng còn đây. Muôn lớp trai đi nhìn sau theo dấu chân đi vào thiền ly, biết bao người trai nở sương máu không trở về, người đi vào tôi vẫn lâu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Người đi vào tôi vẫn lâu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Sẽ sau ba để và mê sang xôi xích, bạn nào có nhu cầu liên hệ sớm nhé.